Lan Hương xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đang đến với tin tức 24 giờ TV. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau đây. Tin nóng khởi tố khám xét nhà nguyên giám đốc Sở Y tế Sơn La. Đàn em của đại ca Dũng Trọc Hà Đông bị bắt, nhận lệnh bắt tạm giam Qua Zalo, gia người phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh mất 1,4 tỷ đồng phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý sử dụng ngân sách ở trường tiểu học Hải Dương xử lý cán bộ xã ở Quảng trị làm trái quy định pháp luật bắt đối tượng lập trang web giả để lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng về bắt hàng chục đối tượng nẹt bô đánh võng trong khu dân cư ở Đồng Nai sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết Mở đầu là tin nóng, khởi tố khám xét nhà nguyên giám đốc Sở Y tế Sơn La. Ngày 17 tháng 3, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, sáng cùng ngày, đơn vị phê chuẩn các quy định khởi tố và lệnh bắt khám xét đối với bà Nguyễn Thị Kim An, sinh năm 1969, chú tổ 7, phường Chiêng Lê, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo vị lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La, đến chiều 17 tháng 3, các lực lượng chức năng đang tiếp tục khám xét nhà riêng của bà An. Trước đó, bà An bị Ủy ban Kiểm tra tỉnh Sơn La thi hành kỷ luật cảnh cáo. Bà An được xác định trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã, cơ sở năm 2019 đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng thẩm quyền. Lực lượng chức năng cho rằng bà An thiếu kiểm tra, giám sát, thực nghiệm nhiệm vụ của cấp dưới dẫn đến không phát hiện được các vi phạm trong việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu trong nghiệm thu. Phạm vi của bà An là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, tạo dư luận không tốt trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế, kết luận nêu. Ngày 17 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà An. Quá trình điều tra, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La đã xác định Nguyễn Thị Kim An cùng Bùi Thị Thu sinh năm 1969, chú phường Trung Liệt, Đồng Đa, Hà Nội, giám đốc công ty cổ phần thiết bị và công nghệ Hưng Phát, Sa Văn Khuyên sinh năm 1960, chú tổ Ba, phường Trường Lề, Sơn La, nguyên phó giám đốc sự y tế tỉnh Sơn La. Bùi Thị Hoa sinh năm 1965, chú tổ 11, phường Quyết Tâm, Sơn La, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính. Mà Anh Tuấn sinh năm 1987, chú tổ 9, phường Quyết Thắng, Sơn La, Chuyên viên phòng kế hoạch tài chính đã có sai phạm trong quá trình thực hiện gói thầu mua sắm trang bị y tế tuyến xã, tuyến cơ sở y tế gây thiệt hại ngân sách nhà nước. Trước đó ngày 18 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 bị can nói trên để điều tra hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ Tin tiếp theo, đàn em của đại ca Dũng Trọc Hà Đông bị bắt. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 3, Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bàn giao Bùi Ngọc Nam, 31 tuổi quê Phú Thọ, cho Công an huyện Sóc Sơn điều tra về tội gây dối trật tự công cộng. Theo Công an, ngày 19 tháng 11 năm 2020, Nam bị Công an huyện Sóc Sơn truy nã về tội danh trên. Đến đầu tháng 3, Công an phường Hàng Bài phát hiện Nam thường xuyên đi lang thang trên địa bàn. Sau khi xác minh trưa 16 tháng 3, cảnh sát bắt giữ Nam khi bị can xuất hiện ở phố Lý Thường Kiệt. Theo nhà chức trách, Nam có 4 tiền án là đàn em của Giang Hồ Dũng Trọc Hà Đông. Tin tiếp theo, nhận lệnh bắt tạm giam qua Zalo, gia người phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh mất 1,4 tỷ. Ngày 17 tháng 3, phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông báo tìm nhân chứng người biết về các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hộp thư điện tử giả danh công an trên địa bàn. Theo công an, ngày 10 tháng 9 năm 2020, chị T.M nhận được cuộc gọi điện xưng công an cho biết chị liên quan đến đường dây rửa tiền, hiện đã có lệnh để bắt tạm giam. Người gọi điện yêu cầu chị M không được tắt máy điện thoại và kết bạn tài khoản Zalo với tên Bùi Hùng Dũng để gửi lệnh bắt tạm giam cho chị xem. Sau đó chị M chuyển 1,4 tỷ đến tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của những người này. Trước đó đầu tháng 5 năm 2019, chị NTH làm quen với một người đàn ông tên là Jeffrey Buchanan, tự giới thiệu là thiếu tướng quân đội Hoa Kỳ thông qua mạng xã hội. Sau thời gian tìm hiểu, Jeffrey Buchanan đã cho biết về Việt Nam thăm chị Hát nên nhờ chị viết thư xin nghỉ phép gửi đến hộp thư điện tử United Nation Oregon Accountom.com của Liên Hợp Quốc. Do tin tưởng thiếu tướng quân đội Hoa Kỳ, chị Hát sử dụng hộp thư điện tử của mình, viết thư gửi đến hộp thư trên để xin nghỉ phép cho Jeffrey Buchanan. Sau đó, chị Hát nhận được yêu cầu trả 11.500 đô phí bảo hiểm mua vé máy bay đặt phòng khách sạn cho Jeffrey. Thực hiện yêu cầu, chị đã chuyển 267 triệu đồng cho bọn chúng và bị chiếm đoạt. Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo ai biết thông tin về đối tượng sử dụng tài khoản Zalo Bùi Hùng Dũng và đối tượng sử dụng hộp thư điện tử trên, hãy liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Tin tiếp theo, phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý sử dụng ngân sách ở trường tiểu học ở Hải Dương. Thưa quý vị, mới đây Thanh tra thành phố Hải Dương ban hành kết luận thanh tra về quản lý sử dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, thu và quản lý các khoản đóng góp của học sinh tại trường Tiểu học Ngọc Sơn, thời kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến 30 tháng 9 năm 2020. Theo đó, một số khoản thu ngoài ngân sách chưa được nhà trường xây dựng đầy đủ trong quy chế chi tiêu nội bộ kế toán đã không thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán trong thực hiện nhiệm vụ được giao, không báo cáo, báo cáo không đầy đủ trung thực với các nhiệm vụ, công việc được giao đối với người quản lý. Không thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. Ngoài ra kế toán còn giả mạo chứng từ để chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước với số tiền hơn 145 triệu. Ngoài ra kế toán thu, chi tiền hỗ trợ cho học sinh không đúng quy định, không chi trả trong các năm học nhưng không biết không thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ ngân sách đối với học sinh đã gây dư luận xấu trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh nhà trường, ảnh hưởng uy tín danh dự của nhà trường đối với đảng ủy, chính quyền, nhân dân địa phương. Đối với khoản thu hộ, chi hộ, chủ tài khoản không kiểm soát được các hoạt động thu hộ, chi hộ của nhà trường, không quản lý điều hành được nhân viên của mình, dẫn đến việc sai phạm trong thực hiện chính sách bảo hiểm đối với học sinh, giáo viên. Kế toán thực hiện không đúng việc thu nộp tiền bảo hiểm y tế của học sinh, chiếm giữ số tiền bảo hiểm y tế, số thu thừa tháng của học sinh lớp 1, tiền bảo hiểm thân thể của các học sinh được miễn giảm, tiền bảo hiểm thân thể của giáo viên được hưởng trong thời gian dài mà không thực hiện chi trả lại cho học sinh, không trả lại cho giáo viên. Đối với nguồn ngoài ngân sách, nhà trường triển khai thực hiện một số khoản thu chi nguồn ngoài ngân sách trong các năm học chưa đúng quy định, không hạch toán kế toán và lập sổ sách kế toán theo quy định. Kế toán cố tình không thực hiện việc và sổ sách kế toán, không hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mặc dù đã được các cơ quan quản lý nhà nước, ban giám hiệu, thanh tra nhân dân nhà trường yêu cầu, nhắc nhở nhiều lần. Kế toán tự ý quản lý và sử dụng quỹ tiền mặt của trường số tiền 715 triệu, trong đó trực tiếp chuyển cho nhà cung cấp suất ăn 250 triệu đồng, còn lại 465 triệu đồng, tự giữ tiền mặt từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 3 tháng 7 năm 2020, không đúng chức năng, nhiệm vụ kế toán. Thủ quỹ nhà trường lập, ghi chép sổ quỹ tiền mặt không đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ phát sinh, không quản lý chặt chẽ quỹ tiền mặt của trường dẫn đến sai phạm của kế toán trong việc giữ tiền mặt của trường. Trước sai phạm nghiêm trọng trên, thanh tra thành phố Hải Dương kiến nghị thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố xem xét có hình thức xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với hiệu trưởng trường tiểu học Ngọc Sơn. Kiến nghị trường tiểu học Ngọc Sơn tổ chức họp kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đã để xảy ra sai phạm này. Đặc biệt, thanh tra thành phố đã chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật của kế toán Nguyễn Thị Nhiên sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật đối với dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Ngoài ra, thanh tra thành phố kiến nghị hiệu trưởng trường tiểu học Ngọc Sơn xem xét xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Nhiên, viên chức làm nhiệm vụ kế toán ban thư của trường đối với hàng loạt hành vi vi phạm, xem xét áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc, xem xét xử lý kỷ luật về đảng. Đồng thời, thanh tra thành phố kiến nghị xử lý kỷ luật đối với bà Vũ Hồng Vân, viên chức y tế kiêm thủ quỹ của nhà trường do có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của viên chức về lĩnh vực tài chính kế toán với hình thức kỷ luật khiển trách. Tin tiếp theo, xử lý cán bộ xã ở Quảng Trị làm trái quy định pháp luật. Ông Trần Văn Quảng, bí thư huyện ủy Do Linh, Quảng Trị cho biết, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đã kỷ luật khiển trách đối với tập thể ban chấp hành đảng bộ xã Linh Hải, cách chức chủ tịch ủy ban nhân dân xã đối với ông Trần Giải, kỷ luật cảnh cáo ông Võ Văn Quý, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã, kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Tuấn Dân, phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã và ông Nguyễn Văn Tài, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, kỷ luật cảnh cáo bà Nguyễn Thị Thủy, nguyên công chức tài chính kế toán xã. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Giao Linh đang tiến hành các quy định, thủ tục cần thiết để xử lý ông Nguyễn Anh Tuấn, công chức địa chính xây dựng xã theo quy định. Các cán bộ lãnh đạo bị cách chức, kỷ luật nói trên có nhiều sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Đơn cử tháng 11 năm 2018, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Linh Hải làm hồ sơ kèm tờ trình đề nghị Phòng Nội vụ, Ủy ban Nhân dân huyện Giao Linh bố trí chức danh văn phòng, đảng ủy xã cho bà Nguyễn Thị Hương Oanh, nhưng thực tế bà Oanh không hề làm công việc này số tiền phụ cấp cho bảo anh lại chuyển cho người khác sai quy định lãnh đạo ủy ban nhân dân xã linh hải lập hồ sơ công trình sửa chữa nâng cấp đường nội đồng thôn hải tân hải quế nhưng không thi công mà dùng vào việc chi trả nhiều khoản nợ của xã Cùng ngày, Công an huyện Đắk Rông, Quảng Trị cho biết nhận được công văn hồ sơ kèm theo của thanh tra huyện về những sai phạm tại xã Hải Phúc, nay đã sáp nhập vào xã Ba Lòng và đang tiến hành điều tra vụ việc. Theo hồ sơ một số cán bộ lãnh đạo xã Hải Phúc có nhiều sai phạm liên quan đến việc tự ý thu tiền của dân để trả nợ quán xá do cán bộ lãnh đạo xã này mắc nợ trong một thời gian dài và việc cho sử dụng đất lâm nghiệp, đề nghị cấp đất này cho nhiều đối tượng trái quy định của pháp luật. Tin tiếp theo, bắt đối tượng lập trang web giả để lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng thưa quý vị mới đây đại tá hồ văn mười giám đốc công an tỉnh đắk nông cho biết thời gian gần đây tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản có những diễn biến phức tạp công an đắk nông liên tiếp đấu tranh triệt phá nhiều nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới đây công an huyện đắk min đã đấu tranh triệt phá bắt xử lý một đối tượng sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của hàng chục nạn nhân trên địa bàn tỉnh đắk nông và nhiều địa phương khác từ đầu tháng 12 năm 2020 đến giữa tháng 1 năm 2021, Nguyễn Phúc Tường sinh năm 2002 ở thành phố Hồ Chí Minh tạo ra trang web giả, chương trình truyền hình Gia đình yêu thương và nữ sinh thanh lịch lần thứ 9 với nhiều đường link có khả năng lưu trữ các thông tin nhập và giao diện của trang web. Sau đó đối tượng tạo lập các trang Facebook ảo, kết bạn làm quen với các nạn nhân, gửi các đường link này cho người dùng Facebook, nhờ nhấn vào đường link nhập thông tin tài khoản Facebook gồm tên đăng nhập và mật khẩu để bình chọn cho các thí sinh tham gia cuộc thi. Ngay sau đó, đối tượng chiếm đoạt quyền sử dụng các tài khoản Facebook này rồi giả danh chủ tài khoản Facebook nhắn tin với bạn bè của họ để hỏi mượn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do tường mua được trên mạng xã hội rồi chiếm đoạt. Để tránh sự phát hiện của bị hại và cơ quan công an, Tường thường sử dụng máy tính hiện đại rồi thuê một số khách sạn cao cấp và căn hộ sang trọng để hoạt động phạm tội. Sau khi chiếm đoạt tài khoản Facebook, Tường nhắn tin hỏi mượn 3 đến 5 triệu, không quá hai lần một nạn nhân. Với những thủ đoạn này, Tường chiếm đoạt gần 400 triệu của nhiều người dân ở tỉnh Đắk Nông và các địa phương khác. Qua quá trình điều tra, đến ngày 11 tháng 1 năm 2021, Công an huyện Đắc Minh đã bắt giữ Nguyễn Phúc Tường, thu giữ 16 thẻ ngân hàng ATM, 30 sim điện thoại, một máy tính sách tay cùng nhiều tăng vật liên quan. Chuyển sang tin tức khác, với bắt hàng chục đối tượng nạt bô đánh võng trong khu dân cư ở Đồng Nai. Thưa quý vị, mới đây, Công an huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiến hành hoàn tất hồ sơ bàn giao các đối tượng cho Công an xã Bình Minh để xử lý hành vi đua xe trái phép trước đó công an huyện tràng bom nhận được phản ánh của người dân sinh sống tại khu tái định cư thuộc ấp tân bình xã bình minh về việc có một nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập vào các ngày cuối tuần để chạy xe lạng lách đánh võng nẹt bô gây bức xúc cho người dân tiếp nhận phản ánh công an huyện tràng bom phân đội cảnh sát hình sự xuống địa bàn nắm tình hình lên kế hoạch vây bắt đối tượng 14 giờ chiều ngày 14 tháng 3, đội cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an xã Bình Minh bố trí lực lượng mai phục tại khu tái định cư ở ấp Tân Bình. Thời điểm này có khoảng 20 thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép. Khi lực lượng chức năng ập vào vây bắt, các đối tượng tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng công an bắt giữ được 9 đối tượng, thu giữ 8 xe máy các loại tại hiện trường. Làm việc với lực lượng chức năng, các đối tượng bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện công an huyện Trảng Bom đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao các đối tượng cho công an xã Bình Minh tiếp tục truy xét các đối tượng khác có liên quan. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật có trong ngày của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy cùng để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời tổng hợp và trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của tin tức 24 giờ TV.